giới thiệu cái đàn guitar này. Ngoại hình nó cũng khoảng còn khoảng 90% à. Gỗ cái sườn này bán ép, sườn lưng thì gỗ. Tay chỉnh cần nè anh em, có tay chỉnh cần, có bộ khóa thì cũng khá là xịn nè, khóa này cũng okay. Các bạn mới học thì cái này cũng khá là hợp lý. Cái này mua mới thì nó cũng khoảng 1.4 triệu. Đỏ thì chắc cái người chủ cũ của cây đàn này họ thích vậy nè, mình vẫn để nguyên vậy. Đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Có gì nếu thích sản phẩm này thì có thể nhắn tin cho mình, inbox, Zalo, số điện thoại. Mình có ship toàn quốc ha. Xin cảm ơn mọi người.